Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Ngày 19 tháng 11, 2023 là một ngày buồn của rất nhiều fan Liên Minh, nhất là ngày buồn của fan LPL với Gengu, chứ không phải là T1. T1 một lần nữa khẳng định được vị thế, đấm Weibo về nước với tỷ số 3-0 và nhận cúp vô địch lần thứ tư. Cho nên, trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại lịch sử với đội tuyển được coi là mạnh nhất trong LOL từ trước tới giờ nhé. Tiền thân của T1 là SKT Telecom T1, sở hữu bởi công ty viễn thông SK Telecom. T1 là một phần của SK Sport, bao gồm đội bóng chày SK Wyvern, đội bóng rổ SK Knight và nhà vô địch Olympic Park T1. Đội cũng được bảo trợ bởi công ty thời trang New Balance, nhà hàng đồ ăn nhanh Crazy và công ty dược phẩm Đông A và Otsuka. Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại của SK Telecom từng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên xuất sắc nhất Koma. Vào tháng 12/2012, SK Telecom đã mua lại đội hình East Sleep Game với các thành viên bao gồm Rupert, Horo, Mightily, You and Me và Stanlad, được gọi là SK Telecom T1 đội 1. Cho đến tháng 2/2013, tổ chức này lại tạo ra một đội hình mới bao gồm Faker, Benji, Piglet, Pumandu và Impact, gọi là SK Telecom T1 đội 2. Sau đó, các đội lần lượt đổi tên thành đội S và đội K. Lúc này đội S mới là nhóm thi đấu chính của SKT, với đội trưởng là Azubu Rupert, hiện anh là huấn luyện viên trong đội tuyển Nhật Bản là Sengoku Gaming. Còn đội 2, SKTK, là đội phụ với sự có mặt của 3 tân binh hoàn toàn mới là Benji, Piglet và Faker. Và thế là huyền thoại chính thức bắt đầu. Mặc dù ban đầu được biết đến là đội phụ của SK Telecom, nhưng đội K đã vượt trội hoàn toàn hơn so với đội S, biểu hiện ở việc giành được chiếc vô địch Liên minh Huyền thoại Thế giới mùa 3. Khi trở về Hàn Quốc, SKT T1K vẫn giữ được độ nhiệt của mình từ chung kết thế giới và trở thành đội duy nhất có mùa giải hoàn hảo, không thua một trận nào tại Champion Winter 2013-2014. Cùng với đó là những màn trình diễn cực kỳ đẳng cấp của Faker. Cũng nhờ thế mà anh được chú ý là một trong tân binh xuất sắc nhất của Liên minh Huyền thoại. SK Telecom thi đấu tại giải LOL Master 2014. Đội có thành tích ấn định 6-0 ở loạt đấu vòng tròn với thành tích là 14-4. Cùng với chiến thắng áp đảo, họ đã xếp thẳng vào vòng chung kết nhưng sau đó để thua 3-0 trước Samsung, xếp thứ 2 chung cuộc. Mặc dù T1K đã vô địch All-Star Paris 2014 mà không thua trận nào, nhưng cả hai đội SKT đều không thể góp mặt vào chung kết thế giới vào cuối mùa giải. Vào tháng 11/2014, có thông báo rằng đội Hàn Quốc không thể có hai đội riêng biệt, vì thế SK Telecom T1 đã phải giải tán và cải tổ lại thành một đội duy nhất giống như tất cả các đội khác. SKT cũng có đội hình bao gồm 10 người, trong đó 5 thành viên thi đấu chính và 5 thành viên đóng vai trò dự bị. Sau đó, đội đã được mời thi đấu tại Champion Spring 2015 với các thành viên bao gồm Marine, Impact, Benji, Easyhone, Faker, Bang, Wolf và Peekaboo. Trong số những người chơi này, Peekaboo là sự bổ sung mới duy nhất. 7 người chơi còn lại trước đó đều thi đấu ở S hoặc K. SKT đổ bộ Mid-Season Invitational 2015 với chiến thắng tại mọi trận đấu vòng bảng. Sau trận thắng sát sao 3-2 trước Fnatic, họ tiếp tục đối đầu với Edward Gaming trong trận chung kết, nơi SKT bị đánh bại với tỷ số 3-2. Phong độ SKT được đẩy lên mức đáng ngưỡng mộ tại Champion Summer 2015, nơi họ gần như bất bại, chỉ để thua mỗi CJ Entered từ một trận duy nhất. Nếu chỉ xét về thành tích này cũng đủ để SKT nắm chắc một vé vào chung kết thế giới 2015, nhưng kẻ mạnh thì không phải chú ý đến tiểu tiết. Trong trận chung kết vòng loại trực tiếp, họ đánh bại KT Roaster 3-0 để giành vị trí số 1 trong vòng loại trực tiếp và tiến vào giải vô địch thế giới 2015 với tư cách là hạt giống số 1 đến từ Hàn Quốc. Với những gì mà SKT đã thể hiện, họ được xếp vào chung nhóm cùng với toàn các đội được đánh giá cao như EDG, Bangkok Titan, H2K Gaming tại chung kết thế giới. Họ đã bất bại suốt chặng đường đến với trận chung kết, dễ dàng hạ gục Cool Tiger với tỷ số 3-1, mang về cho SKT T1 chiếc vô địch thế giới lần thứ 2. Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng đội hình của SKT 2015 chắc chắn đội hình mạnh mẽ nhất mà T1 từng sở hữu. Nhiều người chơi còn bình chọn đây là đội hình chung kết thế giới mạnh mẽ nhất mọi thời đại. SKT T1 bước vào thời hoàng kim với Marine, Benji, Faker, Easyhune, Bang và Wolf. Thời điểm đó thực sự không có đối thủ trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, việc đánh mất phong độ là điều khó có thể tránh khỏi khi 2 tuần sau giải vô địch chung kết thế giới. Tại LOL KSPA Cup, SKT để thua hoàn toàn trước đối thủ trong trận bán kết với tỷ số 0-2. Ngay sau đó họ phải tiến hành một sự thay đổi về nhân sự. Trong khi Easyhune, Tom và Marine rời khỏi nhóm, thì Duke, Najin, Blank mới được tuyển thêm, cùng với cựu hỗ trợ của họ là Pumandu cũng ký hợp đồng với tư cách là huấn luyện viên. Vào tháng 3/2016, SK Telecom đã tham dự IEM dù lúc đó là đội đứng thứ 6 tại LCK. Họ đưa người đi rừng dự bị Blank và thay thế cho Benji và bất ngờ lại giành được chiếc vô địch chỉ sau 7 trận. Trở về Hàn Quốc, SKT bắt đầu sử dụng Blank làm người đi rừng chính
và thành tích đã có sự cải thiện đáng kể. Thắng 5, thua 4 sau 7 lượt và tăng điểm lên 12-6 sau 13 lượt, chỉ đứng sau Rock Tiger và Katie Royster ở trong bảng xếp hạng. Ở vòng loại trực tiếp, họ dễ dàng đánh bại Jean Eyre và Katie trước khi đối đầu với Rock Tiger lần thứ 2 trong trận chung kết mùa xuân. Lần này, thay vì tỷ số 3-0 thì là 3-1. SKT chỉ để thua một trận cho team bạn lấy danh dự trước khi lên ngôi vô địch LCK lần thứ 3 liên tiếp. Vị trí đứng đầu trong giải mùa xuân đã giúp họ có được một suất tham dự Mid-Season Invitational 2016. Đáng chú ý, SKT T1 là đội duy nhất trở lại MSI 2016 từ MSI 2015. Với tư cách là đương kim vô địch quốc nội của Hàn Quốc, SKT T1 bước vào giải đấu với tư cách là ứng cử viên vô địch để giành chiến thắng. Tuy nhiên, màn trình diễn ở vòng bảng của họ lại rất mờ nhạt khi để thua Royal Never Give Up của Trung Quốc, Counter Logic Gaming của NA và hai trận trước RMS Flatworth. SKT kết thúc vòng bảng với thành tích 6-4, xếp ở vị trí thứ 4. Đối đầu với Royal Never Give Up ở trận bán kết, SKT bắt đầu lấy lại phong độ và đánh bại họ với tỷ số 3-1. Bằng cách nắm bắt các sai lầm của đối thủ và chiến lược dẫn dắt siêu tốt bởi huấn luyện viên Koma, đội lại tiếp tục đánh bại Counter Logic Gaming với tỷ số vượt trội hoàn toàn 3-0 để giành chiến thắng trong sự kiện lần này. Tại LCK mùa hè 2016, SKT đã khởi động mùa giải một cách vô cùng mạnh mẽ với tỷ số 5-0 trong loạt trận vòng bảng. Tuy nhiên, họ bắt đầu để thua với đội có thứ hạng thấp hơn, đặc biệt là Africa Freak, đội mà họ không thể thắng dù là một trận trong cả mùa giải. Trong một loại trực tiếp LCK mùa hè 2016, gặp Katie Royster ở bán kết, nơi họ bị lội ngược dòng 3-2 sau khi dẫn trước 2-0 ở hai ván đầu tiên. Nghe kịch bản này quen phết nhỉ? Điều này đã mang lại cho họ vị trí thứ 3 trong mùa giải mùa hè. Kết hợp với vị trí đứng đầu ở mùa giải mùa xuân cùng chiến thắng với Rock Tiger trước Katie Royster, SKT đã có đủ điều kiện để tham gia chung kết thế giới mùa giải 2016 với số điểm là hạt giống số 2 của Hàn Quốc sau Rock Tiger. Tại chung kết thế giới 2016, SKT T1 được xếp vào bảng B cùng với Flatworth của RMS, Cloud9 của NA và IMA của Trung Quốc. Đội đã giành chiến thắng 5 trong tổng số 6 trận trong vòng bảng, thể hiện rằng bất kỳ thành viên nào trong team cũng là một thứ vũ khí khiến cho đối thủ phải dè chừng khi đưa cả Benji và Blank vào trong vị trí đi rừng. Đội lọt vào tứ kết và gặp Royal Never Give Up của Trung Quốc, đội đứng thứ 2 của bảng D. Sau khi đánh bại Royal Never Give Up với tỷ số 3-1, họ tiến vào bán kết và gặp lại Rock Tiger. Trải qua 5 ván đấu dài và mệt mỏi, Rock Tiger thắng 2 trong số đó nhờ sự bất ngờ khi chọn Mid Fortune cho vị trí hỗ trợ. Song SKT đã giành chiến thắng 3-2 trong trận đấu mà chủ nhà Dash gọi là trận đấu hay nhất trong 5 ván đấu tại chung kết thế giới từ trước tới nay. Đội tiếp tục đối đầu với Samsung Galaxy trong trận chung kết. Sau chuỗi trận kéo dài 3-2 đầy cam go, SKT trở thành đội Liên minh Huyền thoại đầu tiên giành 3 chức vô địch thế giới và cũng là đội đầu tiên liên tiếp 2 năm giành được danh hiệu này. Đây cũng là thời điểm mà T1con liên tục nhìn lại về thời hoàng kim của Quỷ Vương với hình thái mạnh nhất Faker Prime. Nhưng bằng một cách nào đó, Duke và Benji đã rời đội trước khi mùa giải bắt đầu và vị trí được thay thế bởi cựu tuyển thủ đường trên Huni và cựu tuyển thủ đi rừng của Rock, Peanut. Ở giải mùa xuân, họ dễ dàng chiến thắng trước các đối thủ, sau đó đánh bại Katie Royster với tỷ số 3-0 trong trận chung kết. Tại MSI 2017, SKT đã về đích đầu tiên ở vòng bảng, đánh bại Flat Group ở bán kết, sau đó đánh bại G2 Esports với tỷ số 3-1 trong trận chung kết. Giành được bộ 3 giải thưởng không chính thức, vừa là nhà vô địch LCK, nhà vô địch thế giới và nhà vô địch MSI. Tuy nhiên, đội bắt đầu chùn bước tại LCK mùa hè 2017. SKT chỉ đứng thứ 4 trong mùa giải trước khi bắt đầu hành trình đầy bất ngờ đến trận chung kết, bao gồm cả màn lội ngược dòng trước Katie Royster. Một chiến thắng dường như là không tưởng, nhưng điều diệu kỳ đã kết thúc ở đó khi họ bị Longju Gaming đánh bại với tỷ số 3-1. Song SKT vẫn đủ điều kiện để tham dự chung kết thế giới 2017 với tư cách là hạt giống số 2 của Hàn Quốc. Tại chung kết thế giới 2017, SKT được xếp vào bảng A cùng với AHQ Esports Club, Cloud9 và EDG. Họ đứng đầu bảng với thành tích 5-1, khá vất vả trước trận thua duy nhất trước AHQ và các trận thắng của họ cũng chỉ ở màn chiến thắng lội ngược dòng. Ở tứ kết, SKT đối đầu với Midfit Gaming của châu Âu, đội được đánh giá là thấp hơn rất nhiều và thậm chí còn không được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng ngay từ đầu. Sau ván 1 ngon nghẻ, SKT bất ngờ để thua 2 trận liên tiếp trước đội tuyển châu Âu. Tưởng chừng kỳ tích sẽ xảy ra, nhưng SKT đã kịp phục hồi để tiếp tục giành lại chiến thắng. Sau đó đánh bại đội tuyển Trung Quốc Royal Never Give Up với tỷ số sát nút 3-2 để giành quyền vào chung kết. Tại thời điểm này, nhiều chuyên gia đã nhận xét rằng SKT đã quá rời rạc và Faker Prime cố gắng lắm mới mang được T1 vào được chung kết. Tuy nhiên, ở đó SKT đã bị thua 3-0 trước Samsung Galaxy, lần đầu tiên sau 2 năm mất chức vô địch chung kết thế giới. Ngay sau khi mùa giải kết thúc, Peanut và Huni đã rời đội. Tại KSPA Cup 2017, hành trình của đội cũng không mấy nổi bật khi SKT đánh bại Griffin 2-1 ở tứ kết, nhưng sau đó bị Longju Gaming loại với tỷ số 0-2. SKT đã ký hợp đồng với hai tân binh mới cho vị trí đường trên và đi rừng, lần lượt là Tar
Blossom, đồng thời hỗ trợ Effort cũng được chuyển vào đội hình xuất phát. Ở giải mùa xuân 2018, SKT lần đầu tiên thi đấu tệ hại, bị dẫn trước 5-1 ở tuần thứ 3 và lần đầu tiên đứng ở vị trí thứ 9. Chỉ khi đội đưa Blossom vào làm người đi rừng xuất phát, may mắn của SKT mới bắt đầu khởi sắc. Nhưng rõ ràng họ đã đánh mất phong độ trước đó và thua tất cả các trận trước 3 đội dẫn đầu. Vị trí playoff của họ gặp nguy hiểm khi bị cả KT Roster và Derrick chiếm mất. Nhưng sau khi đánh bại MVP và Kongdu Monster, SKT đã giành được một suất vào vòng playoff với tư cách là hạt giống số 4. Ở vòng loại trực tiếp, SKT đã trả được mối thù hận từ chung kết thế giới 2017 bằng cách đánh bại KSV, chính là Samsung Galaxy đã được đổi tên với tỷ số 2-1. Sau đó, SKT bị KT Roster đè bẹp với tỷ số 3-1 ở tứ kết. Hai người hâm mộ còn gọi cái tên khác cho trận đấu này là Telecom War. Kết thúc giải mùa xuân và trận playoff của họ, dẫn đến lần đầu tiên bị mất quyền tham dự MSI 2018. Trong giải mùa hè 2018, SKT T1 dường như đã hồi phục nhưng họ thi đấu vẫn rất kém và kết thúc giải sớm với thành tích là 8-10. Tạo ra lần đầu tiên trong lịch sử SKT không giành được suất vào trong vòng playoff. Với 30 điểm vô địch từ mùa xuân nên SKT đã có cơ hội thi đấu LCK 2018 nhưng rồi bị Genji đè bẹp với tỷ số sát nút 3-2. Kết thúc mùa giải và khiến họ không đủ điều kiện để tham dự chung kết thế giới 2018 lần đầu tiên từ 2014. Với mùa giải 2018 tồi tệ, SKT bắt đầu xây dựng lại đội hình mình xung quanh Faker cùng với người chơi dự bị Leo và Efforts. Không lâu sau đó, SKT đã chính thức thông báo về việc ký hợp đồng với Khan, Crazy, Clit, Haru và Teddy. Trong 2 tuần tiếp theo, siêu sao hỗ trợ Mata cũng được ký hợp đồng cùng với huấn luyện viên Fly và Zephra, những người từng làm việc cho Jin E và Africa trong mùa giải trước. Ngay sau thông báo, team SKT mới đã tham gia thi đấu LOL KSPA Cup 2018, nơi họ phải chiến đấu qua 2 vòng đầu tiên do thứ hạng điểm của họ hiện tại siêu thấp. Mặc dù ít luyện tập, nhưng họ vẫn không gặp vấn đề gì và dễ dàng vượt qua APK Prince và đội hình mới của BBQ. Cuộc chạy đua của SKT sau đó cũng kết thúc với tứ kết trước Damwon Gaming. Sốc lại phong độ bằng việc luyện tập, SKT đã có khởi động thuận lợi tại LCK mùa xuân 2019, đứng ở vị trí thứ 2 sau 5 lượt. Đội tiếp tục tiến bộ trong suốt mùa giải và chỉ để thua duy nhất trong một loạt trận khi họ không thể vượt qua Griffin. Griffin mang đến những siêu sao mới nổi cực kỳ chiến, trong đó có anh Vinh gặt lúa Chovy. Trong trận bán kết playoff với Kingzone, họ đã có 2 chiến thắng thuyết phục bên đội xanh và màn lội ngược dòng 45 phút bên đội đỏ để vượt qua loạt trận với tỷ số 3-0 và rồi chiến đấu với Griffin để giành chức vô địch. Loạt trận rất được mong đợi này đã trở nên gay cấn sau khi SKT cố gắng vượt qua những lựa chọn đường dưới dị hợm của Griffin trước khi thắng 2 trận tiếp theo để có một trận quét sạch khác và đem lại danh hiệu chức vô địch LCK thứ 7 của họ. Điều này cũng đồng nghĩa việc SKT đã đủ điều kiện để tham gia MSI. Tại MSI, nhà vô địch Hàn Quốc hòa 1-1 trong 3 ngày đầu tiên ở vòng bảng với một trận thua trước EG và 2 trận thua trước G2. SKT sau đó tiếp tục quét sạch 2 ngày cuối với tỷ số 4-0 khi là đội duy nhất đánh bại Invincible Gaming ở vòng bảng và đối đầu với G2 Esports ở bán kết. Sau khi EG chọn Team Liquid làm đối thủ, SKT đã thua G2 ở trận bán kết với tỷ số 3-2, dẫn trận chung kết giữa NA và EU đầu tiên kể từ IEM mùa 10. Bất chấp màn trình diễn khá tốt của họ tại MSI, nhưng SKT vẫn có một màn khởi đầu tệ hại tại mùa giải mùa hè 2019. Họ đã dẫn 1 năm trong 3 lượt đầu tiên và chỉ suýt chút nữa đánh bại Jin E trước khi đối mặt với một số đội cuối bảng khác ngay trước Rip Rival. May mắn thay, bằng cách đánh bại KT Roster và Genji với sự hỗ trợ của Effort, họ đã có thể lấy lại những bước tiến của mình. Tại Rip Rival, SKT đã thích nghi tốt với lối chơi nhanh của LPL. Và mặc dù có trận thua cuối ở vòng bảng trước Invincible Gaming, họ đã hạ gục Top Esports trong trận chung kết để góp phần giúp Hàn Quốc giành chiến thắng đầu tiên trong Rift Rival với tỷ số 3-1. Trở lại với LCK, SKT tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình và đạt được chuỗi 9 trận thắng. Kỷ lục này đã bị Hanwha Lite Esports và sau đó là trận thua thứ 2 trước Damwon Gaming. Trong trận đấu cuối cùng tại mùa giải, SKT đã lội ngược dòng, quét sạch Sandbox Gaming để kết thúc trận đấu với tỷ số 11-7 và đủ điều kiện để tham gia trận đấu tứ kết với cơ hội cuối cùng của họ. Đối đầu với trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp, họ đối đầu với đội xếp hạng thứ 5 là Africa và tiếp tục giành chiến thắng 2-1. Ở vòng 2, Sandbox chờ đợi và sau khi kết thúc ván 1, SKT đã thống trị ván 2 và hạ gục họ ở ván 3. Vòng 3, chiến thắng trước Damwon Gaming giúp họ một lần nữa lọt vào trận chung kết để gặp Griffin. Với tỷ số áp đảo 3-1, SKT đã mang về danh hiệu LCK thứ 8 và đại diện cho LCK với tư cách là hạt giống số 1 của Hàn Quốc tham gia chung kết thế giới 2019. Tại chung kết thế giới, SKT được xếp ở bảng C với hạt giống số 2 của LEC Fnatic, hạt giống số 2 của LPL Royal Never Give Up và hạt giống số 3 của LCS Clutch Gaming. Họ kết thúc tỷ số 5-1 trước Fnatic và giành chiến thắng ở 2 trận đấu cực kỳ sát nút trước RNG giúp họ giành vị trí số 1 trong vòng bảng.
Ở trận tứ kết, SKT đã bị cầm hòa trước dòng số 3 của LEC và một lần nữa cho thấy lý do tại sao họ được coi là một trong số những ứng cử viên được yêu thích khi giành chiến thắng rõ ràng với tỷ số 3-1 trước Splice để đối mặt với G2 Esports trong trận bán kết. Mặc dù dẫn trước trong phần lớn ván 1, nhưng họ vẫn ở thế thua sau khi Faker bị đối thủ kem và bị cuốn vào trong giao tranh sau đó. Sau chiến thắng ở ván 2, SKT một lần nữa bị chơi trội hơn ở những thời điểm quyết định ở ván 3 và ván 4 và thua loạt trận 1-3, kết thúc mùa giải sớm hơn so với họ mong đợi. Thành tích nổi bật nhất của T1 kể từ lúc đổi tên vào năm 2020 là hai chiếc vô địch LCK mùa xuân 2020 và 2022. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ quay lại thời kỳ đỉnh cao khi còn cái tên SKT T1. Thậm chí vào giai đoạn 2020, Faker đã bị huấn luyện viên cho vào hàng ghế dự bị thay thế bởi tuyển thủ Closer và Quỷ Vương chỉ được chơi đúng một trận trong mùa giải đó. Dù Closer có thể hiện rất tốt, nhưng T1 vẫn bị Genji đánh bại vào mùa giải này và phải ở nhà xem chung kết thế giới 2020. Sang 2021, T1 củng cố thêm sức mạnh khi mang được Support Carrier về với đội, cộng thêm hai tập sự của T1 là Guma Yushi và Honor bắt đầu được bước chân vào thi đấu. Nhưng đây cũng là giai đoạn T1 có rất nhiều thất bại trong các trận chung kết. Điển hình là chuỗi 4 trận thua chung kết liên tiếp kéo dài từ MSI 2022 đến LCK mùa xuân 2023. Ở MSI 2023, T1 chỉ giành được hạng 3 chung cuộc khi một lần nữa về nhì ở LCK mùa hè 2023. T1 đã thua trong cả 5 trận chung kết gần nhất được tham dự và rồi cũng được các anti-fan đặt cho một cái biệt danh mới là vua về nhì. Chung kết 2023 được xem là cơ hội để T1 lấy lại ánh hào quang xưa. Cùng đội hình tương đối khó nhằn với sự góp mặt của Faker, Guma Yushi, Karia, Honor, Zoot và Sky. Cho tới thời điểm hiện tại, T1 đã có mặt tại chung kết sau đánh bại đối thủ siêu nặng ký Jingdong Gaming. Đội được đánh giá là ứng cử viên sáng giá với chức vô địch năm nay và đang trên đường giành giải Grand Slam khi chiến thắng từ giải quốc nội trên MSI. Nhiều người chơi nói rằng thời của Faker đã tụt dốc, nhưng mà là tụt dốc đỉnh Everest. Điều đó thực sự đã được chứng minh trong hành trình của Faker tại chung kết thế giới năm nay. Điển hình với pha phân chia thiên hạ đảo ngược thế trận trong hiệp đấu quyết định với Jingdong Gaming ở bán kết vừa qua. Và sang đến trận chung kết với Weibo, chiến thắng 3-0, 4 giờ vào trận, 6 giờ 30 nhận cúp đi phỏng vấn. Và trận đấu lần này, nhân vật chính lại là Zoot, cầm Jone đánh quá bay, cầm Aatrox đánh còn bay hơn. Giờ chỉ chờ xem Zoot sẽ chọn Jone, Aatrox hay Jay cho skin chung kết thế giới thôi. Cũng nhờ có danh hiệu vô địch lần này mà T1 con chúng ta có thêm hy vọng để được thấy đội hình Faker, Honor, Guma Yushi, Karia và Zoot chiến đấu thêm một lần nữa sau kỳ chuyển nhượng sắp tới này. 2024 sẽ là một thời đại mới mở ra cho T1 và cùng xem Faker sẽ dẫn dắt các em mình tiếp tục chiến đấu như thế nào nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Liệu có chi tiết nào tôi nói đã bị sai hay không? Nếu có thì nhớ comment phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video kênh ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì đi cháy phố các T1 con nào.